Ông chủ truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị kết án 14 tháng tù, trong khi 9 nhà hoạt động khác hoặc bị tù giam hoặc bị tù treo hôm 16 tháng 4 vì tham dự vào các cuộc tập họp không được cho phép trên cuộc biểu tình tranh đấu cho dân chủ vào năm 2019. Luật sư lão thành Martin Lee, người có công thành lập đảng dân chủ đối lập lớn nhất Hồng Kông trong năm 1990 và được ví như cha đẻ của nền dân chủ Hồng Kông, lĩnh 11 tháng tù treo. Thẩm phán Amanda Woodcock nói dù cuộc tập họp hôm 18 tháng 8 năm 2019 là ôn hòa, nhưng có nguy cơ bạo động khả dĩ và rằng các bản án này là thích hợp. Việc bắt giữ tỷ phú Lai tiếp tục bị các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích, nêu quan ngại về các quyền tự do bị phai nhạt dần tại Trung tâm Tài chính Toàn cầu, trong đó có quyền tự do ngôn luận và hội họp. Những bị cáo khác trong vụ 18 tháng 8 cũng bị tòa xét thấy có tội, bao gồm luật sư Margaret Ngờ và các nhà dân chủ kỳ cựu Lee Chok Yan, Albert Ho, Leong Kong Hung, Sik Ho, Ok Nok Hin, Leong Yim Chung.